Kinh số 23 Đại Lâu Tháng Kinh Quyển 3 Phẩm 7 Cao Thiện Sĩ 1 Phật dạy, phàm phu có ba việc để biết về bậc cao sĩ, biết tâm niệm mà người ấy hành. Ba việc ấy là gì? Một là người tâm nghĩ việc thiện, miệng chí thành nói việc thiện, thân làm việc thiện. Giả như người ác, tâm nghĩ việc bất thiện, miệng nói lời bất thiện, thân làm việc bất thiện, bậc cao nhân biết là bất thiện. Cho nên, nói cao sĩ là người như thế nào? Là người tâm nghĩ việc thiện, miệng chí thành nói việc thiện, thân làm việc thiện. Bậc cao nhân ở trong thế gian có ba việc làm được phước. Ba việc ấy là gì? Một là cùng bậc kỳ lão ngồi đàm đạo, hoặc ở trong nhà, đi trong làng, đi giữa đường và cùng ngồi với bậc kỳ lão, cùng khen ngợi bậc cao sĩ hành thiện. Bậc cao sĩ nghĩ rằng, mong mọi người cùng khen ngợi người ấy, lành thay có bậc cao nhân ấy, tâm liền an định. Lại nghe lời này, tâm cũng hoan hỷ, thân cũng an ổn. Có lần cao sĩ thấy chỗ kia kẻ giặc cướp bị quan huyện bắt tra khảo trừng trị tàn khốc, lại dùng xích sắt xích lại chặt đứt chân tay, lìa ra từng khúc, xẻo tai xẻo mũi, dùng lược tre cào da, rồi chặt ra từng tấc đem ném cho cọp sói ăn. Có kẻ bị để cho voi đạp chết, có kẻ bị bỏ vào trong giỏ đốt cháy, có kẻ bị nấu chết, có kẻ làm cho sinh lực hao mòn mà chết, có kẻ bị đem ra ngoài thành hành hình. Bậc cao sĩ chứng kiến những cảnh ấy nghĩ, ta không làm ác, vua chỉ bắt người làm ác. Ta đây có gì phải lo, cho đến già ta chẳng sợ gì quan huyện. Cao sĩ ấy vì nghĩ như vậy nên tâm hoan hỷ. Bậc cao sĩ tâm nghĩ việc thiện, miệng nói việc thiện, thân làm việc thiện. Nên dù khi có bệnh, nằm liệt giường, thì các việc thiện lúc mạnh khỏe đã làm đều hiện ra trước mắt. Người chẳng sát sanh, chẳng lấy của cải người khác, chẳng xúc phạm đến phụ nữ của người, chẳng dối người, chẳng nói hai lưỡi, chẳng nói lời thô ác, chẳng nói dối, chẳng ganh ghét, chẳng tham của người khác. Tin rằng làm thiện thì được thiện, làm ác thì bị ác, liền tự thấy người trên cõi trời đau lợi thứ hai. Qua lại thấy Phật, thấy A-la-hán. Các việc thiện đã làm trong lúc khỏe mạnh đều hiện trước mắt. Người ấy lúc bệnh tự nghĩ, lúc khỏe mạnh ta đã từng làm việc thiện, nên đến bây giờ khiến các việc thiện đều hiện ra trước ta. Kết quả là khi chết, ta sẽ sanh lên trời, ở với người thiện. Làm ba việc đó, bậc cao sĩ tâm được vui vẻ, thân được an ổn. Phật dạy, giả sử bậc cao thiện sĩ tự biết làm việc thiện sẽ được thiện, lại chẳng sợ sanh tử, thoáng qua không gì lâu bền. Cao sĩ thường tự nghĩ, muốn lìa bỏ thân ác, vì trong thân thường có xương máu chẳng sạch, là nơi hôi thối, ý muốn sớm chết đi để hoàn thành thân thiện. Vì sao vậy? Vì thường nghĩ đến chốn vui vẻ khả ái, nên một mình vui vẻ lên trời để hưởng sự vui vẻ rất đáng ưa thích. Các sa môn hỏi Phật, xin vì chúng con mà nói sự vui lên trời là thế nào? Phật dạy, hãy lắng nghe ta nói. Các sa môn thưa xin thọ giáo. Phật dạy, thí như vua Giá Ca Diệt La, tức chuyển luân dương, có bảy báo, lại có bốn sự mà người khác không có. Lại có năm loại mà nghĩ tới, hoặc muốn được thì có trước mắt. Vua có bảy báo. Bảy báo đó là gì? Một là có một bánh xe vàng tự nhiên sanh. Hai là voi trắng. Ba là ngựa màu xanh biếc. Bốn là ngọc mani. Năm là ngọc nữ quý. Sáu là bề tôi phụ tá giỏi. Bảy là bề tôi chủ binh giỏi. Phật dạy, các vị muốn biết chủ của bánh xe vàng ấy chăng? Nhà vua vào ngày rằm và ngày 30 tắm rửa. Tắm rửa xong,
cùng ngồi với các phụ nữ ở chánh điện, thấy bánh xe vàng từ xa bay đến. Bánh xe có ngàn tâm, ngàn trục, đều rất tốt, không gì sánh bằng. Cách đất 3-4 trượng, vua thấy bánh xe vàng, liền khởi ý mà nói. Các bậc cao sĩ nói, vì phụng sự cho vua Giá Ca Diệt La, có bánh xe vàng bay đến. Bánh xe bay thường từ phương đông tới, có ngàn tâm, ngàn trục rất tốt. Có được bánh xe vàng đó, sẽ thành vua Giá Ca Diệt La. Nay ta được hay không được làm vua Giá Ca Diệt La? Vua tự nghĩ, muốn thử bánh xe vàng ý. Vua đứng dậy sửa lại y phục, quỳ thẳng hướng về bánh xe vàng nói. Nhưng nay vì ta mà đến, thì nên đưa ta đi xem phép trị nước thời xưa của các nước. Vua vừa nói xong, bánh xe vàng liền bay về phương đông. Vua cùng các đại thần thân cận và các quan đều bay theo. Bánh xe vàng đến chỗ dừng lại, vua cùng các quan cũng dừng theo. Bánh xe vàng bay tới các tiểu quốc, vua của các tiểu quốc đều đến, quỳ thẳng, cúi đầu thưa. Những cõi nước này đều là của đại vương. Lại bưng bát đựng đầy cơm vàng, lại dùng bát vàng chứa đầy cơm bạc dâng vua. Các tiểu quốc đều tâu, ở trong các nước này, tài nguyên phong phú, nhân dân thuần hầu, lúa gạo vừa đủ, mưa gió thuận hòa, nhân dân vui vẻ. Xin đại vương tiếp nhận đất nước và lưu lại ở đây. Nhân đó, đại vương đáp lại lời các vua. Các ngươi hãy tự trị quốc, chỉ dùng chánh pháp, chớ làm mất phép xưa. Cẩn thận đừng sát sanh, đừng dối lấy của cải người khác, đừng lừa dối xúc phạm phụ nữ của người khác, không được lừa dối người, không được nói hai lưỡi, không được nói ác, không được nói dối, không được ganh ghét, không được tham của người khác, không được giận dữ, dấy tâm ác. Tất cả đều nên phụng hành 10 điều này. Bất cứ ai phạm một trong 10 điều, chớ để họ ở trong nước. Đại vương theo bánh xe vàng đến phương đông dạy bảo vua các tiểu quốc xong, lại theo bánh xe vàng bay đến phương nam. Bánh xe vàng đến chỗ dừng lại. Đại vương cùng ngàn xe vàng ngựa cũng dừng lại. Vua của các tiểu quốc phương nam đều đến cúi đầu quỳ thẳng, tâu xin dân cõi nước và dùng bát vàng bạc đựng đầy cơm vàng bạc cùng dâng lên các lễ vật như các vua ở các nước phương đông. Bánh xe vàng lại bay đến phương tây. Bề tôi thân cận và các quan đều cùng dừng lại theo bánh xe vàng. Vua các tiểu quốc phương tây đều đến cúi đầu quỳ thẳng, tâu xin dân cõi nước và dùng bát vàng bạc đựng đầy cơm vàng bạc dâng cúng lễ vật như nghi lễ các vua ở cõi nước phương nam đã làm. Bánh xe vàng lại bay đến phương bắc. Nơi bánh xe vàng dừng lại, đại vương và quan cũng dừng lại nơi đó. Vua của các tiểu quốc đều đến cúi đầu quỳ thẳng, tâu xin dân cõi nước và thưa: ở đây nhân dân vui vẻ, lúa gạo vừa đủ, mưa gió thuận hòa, xin đại vương nên ở lại đây cai trị. Ngay khi đó lại dùng bát vàng bạc đựng đầy cơm vàng bạc dâng lên đại vương. Đại vương không nhận, nhân đó đáp lại lời các vua: các ngươi hãy tự dùng chánh tâm mà trị nước, chớ làm mất phép xưa, không được sát sanh, không được lấy của cải kẻ khác, không được xâm phạm phụ nữ của người khác, không được dối người, không được nói hai lưỡi, không được nói ác, không được nói dối, không được ganh ghét, không được tham lam của kẻ khác, không được giận dữ, không được có tâm ác. Tất cả đều phụng hành 10 điều này. Bất cứ ai phạm một trong 10 điều, không nên để họ ở trong nước. Đại vương đã đi khắp 4 biển, 4 phương xong, theo bánh xe vàng trở về nước mình lên điện. Bánh xe vàng thường hiện ra trước nhà vua. Nhà vua có bánh xe báo là như vậy. Nhà vua có voi báo. Voi báo là loại thế nào? Voi ấy rất trắng, không gì bằng. Thân dài, ngà, răng, móng chân đều trắng, bóng đẹp. Dây cương đều làm bằng vàng. Chuông đeo ở ngực làm bằng vàng ròng. Tấm choàng ở bụng làm bằng ngọc trắng. Đi thì bay đi, muốn đến đâu tùy ý. Quần thần bên vua, tâu vua: chúc mừng vua, trong nước có voi trắng báu. Voi ấy trắng tuyệt đẹp, không gì sánh bằng. Thân dài, ngà, răng, móng chân đều trắng, bóng đẹp. Dây cương đều làm bằng vàng. Chuông đeo ở ngực làm bằng vàng ròng. Tấm choàng ở bụng làm bằng ngọc trắng. Đi thì bay đi, muốn đến đâu tùy ý. Vua thấy voi rất vui vẻ nói: con voi có tướng khác thường, đẹp đẽ,
nên luyện tập cho nó cách đi đứng tới lui. Vua bèn giao cho bề tôi chuyên môn để tập luyện. Chỉ tập luyện trong thời gian vài ngày thì đã biết cách đi đứng. Vua khởi ý muốn cởi thử voi. Lúc mặt trời lên một sào, vua cởi thử voi. Khi ấy, voi đi khắp bốn phương bốn biển, rồi trở về cung ăn uống. Vua Giá Ca Diệt La có ngựa báo. Ngựa báo ấy là loại thế nào? Đó là ngựa màu xanh biếc, bộ lông láng mướt đẹp đẽ, trang sức trên đầu gồm đủ vàm và dây cương bằng vàng giống như đầu voi. Lục lạc đai tròn ở ngực bằng ngọc trắng, đi thì bay đi, tùy theo ý muốn, đến đâu cũng được. Bề tôi chung quanh tâu vua, chúc mừng vua, trong nước có ngựa báo ý. Đó là ngựa màu xanh biếc, bộ lông láng mướt đẹp đẽ, trang sức trên đầu gồm đủ vàm và dây cương bằng vàng giống như đầu voi. Lục lạc đai tròn ở ngực bằng ngọc trắng, đi thì bay đi, tùy theo ý muốn, đến đâu cũng được. Vua thấy rất vui vẻ, liền bảo quần thần huấn luyện nó, và vài ngày ngựa đã biết cách đi lại. Vua có ý muốn thử ngựa, khi mặt trời lên một sào, vua liền cưỡi ngựa, ngựa liền bay đi vòng khắp bốn phương bốn bể, rồi trở về cung điện của mình để ăn uống. Vua Giá Ca Diệt La có ngựa báo là như vậy. Vua có Ngọc Minh Nguyệt báo. Ngọc Minh Nguyệt Ngọc báo là loại gì? Ngọc màu rất xanh, có 8 góc nhọn, chiếu sáng khắp cung. Ánh sáng của nó tỏa ra chung quanh 40 dặm như ánh sáng mặt trời. Vua có ý thử Ngọc Minh Nguyệt. Sau khi mọi người yên nghỉ, trời tối đen như mực, lấy ngọc gắn lên đầu cây sào vàng. Giữa đêm ra khỏi thành, đem theo vợ con, ngàn xe vạn ngựa, đi cách xa cung và các dinh thự, để chỉ xem ánh sáng của ngọc, giống như mặt trời mọc, chiếu sáng cả xe ngựa. Lại cách xa hơn nơi ngàn xe vạn ngựa, ánh sáng tỏa chiếu chung quanh đến 40 dặm. Cư dân chung quanh thành thấy ánh sáng ngọc đều gọi nhau, dậy dậy, mặt trời lên cao đến như thế rồi, tất cả hãy đi chợ để mua bán, tại sao lại còn nằm? Vua Giá Ca Diệt La có ngọc báo Ma Ni là như vậy. Vua có thánh ngọc nữ báo. Ngọc nữ ấy là loại như thế nào? Ngọc nữ là người không cao, không lùn, không lớn, không nhỏ, không mập, không ốm, không trắng, không đen, vừa dạng trung bình, rất đoan chánh, không ai sánh bằng. Hơi từ miệng bay ra như hương sông, lỗ chân lông trên toàn thân đều tỏa mùi thơm, như mùi thơm uất kim. Hầu hạ nhà vua sớm hôm, khi thức, lúc ngủ, không làm vua phật lòng. Mùa đông thì thân ấm, mùa hạ thì thân mát, hầu vua không để vua giận, chẳng kể đến thân mình. Vua Giá Ca Diệt La có ngọc nữ báo là như vậy. Vua có bề tôi giúp việc giỏi, từ chỗ rất cao, xa thấy người liền biết tánh tình, dùng thiên nhãn nhìn thiên hạ, biết trước thiên hạ có vật quý báo cất giấu, biết cái nào là có chủ, cái nào là vô chủ, cái mà có chủ thì giữ gìn trông coi cho họ, cái không chủ thì lấy cấp phát cho quan dùng. Bề tôi giúp việc giỏi đến trước tâu vua. Xin ngài hãy yên lòng chớ nên lo âu, tiền tài bảo vật thần sẽ tự cung cấp cho ngài. Vua tỏ ý nghi ngờ về lời nói, việc thỉnh cầu của bề tôi giúp việc giỏi có thể được như vậy chăng? Vua liền cùng với bề tôi giúp việc giỏi lên một chiếc thuyền ra giữa biển. Vua liền bảo bề tôi giúp việc giỏi. Ta muốn được bảo vật bây giờ, ngay tại đây, hãy trao cho ta. Bề tôi phụ tá giỏi tâu, phải đợi thần đến đất liền mới có thể dâng cho ngài được. Vua bảo, ở đất liền ta chẳng cần dùng, muốn có nơi đây thôi. Bề tôi giúp việc giỏi, liền dùng tay khuấy trong nước, lấy được vàng báo to như bánh xe, đem lên trên thuyền nhiều không kể xiết. Vua bảo, thôi đủ rồi, thuyền đầy thêm nặng. Bề tôi phụ tá giỏi của vua Giá Ca Diệt La là như vậy. Vua có bề tôi cầm binh và huấn luyện giỏi là người như thế nào? Đó là người tài cao, dũng lược, khỏe mạnh, không có gì là không biết. Nếu muốn huy động thì quân sĩ nhiều vô số, còn không muốn huy động thì quân sĩ không có. Bề tôi cầm binh và huấn luyện giỏi tâu với vua, nay vua cứ yên tâm, chớ lo lắng về việc nước, vua cần người dụng binh, thần tự chiến đấu. Ý vua muốn thử bề tôi giỏi huấn luyện binh sĩ, liền tập trung người ngựa, voi trong nước và đều cho mang áo giáp,
để được xứng đáng là bộ binh mang áo giáp, khi lâm trận đủ sức tự vệ. Vua tự nghĩ muốn cho binh sĩ này tự xuất phát thử, nhanh chăng? Vua vừa nghĩ thì binh sĩ liền xuất hiện ra trước. Vua nghĩ muốn cho binh sĩ dừng lại, binh sĩ liền dừng. Vua nghĩ muốn binh sĩ giải tán, binh sĩ liền giải tán. Bề tôi chủ binh huấn luyện giỏi của vua Giá Ca Diệt La là vậy. Vua Giá Ca Diệt La có 7 báo là như thế. Vua có 4 việc khác với phàm phu. 4 việc ấy là gì? Một là tuổi thọ không kể xiết. Trong loài người không có ai có tuổi thọ như vua Giá Ca Diệt La. Hai là thường an ổn, chưa từng có bệnh, ăn uống đều tiêu. Thân thể nóng lạnh thích hợp với thời tiết. Trong loài người không có ai an ổn như vua Giá Ca Diệt La. Ba là đẹp đẽ không ai bằng, hơn hẳn người thế gian, nhưng chẳng bằng chư thiên. Bốn là muôn họ đều thương vua, đều xem vua như cha mẹ. Vua thương muôn họ như cha mẹ thương con. Gặp lúc vua xuất cung đi đến các dinh thự biệt quán, muôn họ gọi người đánh xe cho vua, nói: "Xin cho xe đi chậm chậm, chúng tôi muốn được chiêm ngưỡng vua, nhưng không đến gần được. Xin chúc vua sống lâu muôn tuổi." Vua bảo người đánh xe đi chậm chậm: "Ta muốn nhìn thấy dân chúng trong nước ta, chúc họ sống lâu vô kỷ." Vua Giá Ca Diệt La có 4 việc như vậy, người phàm phu không có. Vua có 5 nguyện. Nguyện những điều nghĩ đến thường hiện trước mắt, những điều mà tâm vui thích, lưỡi vui thích, những điều được ưa, được yêu thích đều hiện trước mắt. Tiếng hay mà tai đã nghe như tiếng nhạc hay, mùi thơm mà mũi ngửi gây niềm vui trong lòng, như mũi ngửi mùi phấn thơm đều luôn luôn hiện hữu. Các vị mặn, chua, ngọt mà miệng đã nếm, các món ngon đều hiện hữu. Những cái trong sạch, mịn màng, đẹp đẽ, dễ ưa đều hiện trước mắt. Do 5 điều ước muốn đó của vua Giá Ca Diệt La, nên mắt vua chưa từng thấy sắc xấu, tai chưa từng nghe tiếng dở, mũi chưa từng ngửi mùi hôi thối, miệng chưa từng ăn các món không ngon, thân chưa từng mặc áo thô xấu. Phật bảo các sa môn: "Vua Giá Ca Diệt La có 7 báo vật kỳ lạ, có 4 tướng đặc biệt, có 5 điều ước muốn như vậy. Các vị cho rằng vua đối với các việc đó có vui vẻ chăng?" Các sa môn đáp: "Vua chỉ có 1 báo, tâm đã vui vẻ, huống là có đủ 7 báo." Phật cầm một viên đá nhỏ trong tay, hỏi các sa môn: "Viên đá trong tay ta là lớn hay ngọn núi là lớn?" Các sa môn đáp: "Viên đá trong tay Phật là nhỏ, đã nhỏ thì làm sao so với hòn núi? Dù có lớn gấp 100 lần, ngàn lần, vạn lần, ức lần, còn chẳng bằng hòn núi lớn." Phật dạy: "Như viên đá nhỏ trong tay ta lớn, không bằng cái lớn của hòn núi. Dù cho nó lớn gấp 100 lần, ngàn lần, vạn lần, ức lần, ngàn vạn lần, ức vạn lần, còn chẳng bằng cái lớn của hòn núi." Vua Giá Ca Diệt La tuy có 7 báo, 4 tướng khác lạ, có 5 điều ước muốn, nhưng không bằng cái vui trên cõi trời, gấp 100, ngàn lần, vạn lần, ức lần, ngàn vạn ức lần, giống như viên đá nhỏ trong tay Phật so với núi đá lớn. Phật dạy: "Cao thiện sĩ ở thế gian, tâm nghĩ việc thiện, miệng nói việc thiện, rất thành thực, thân làm việc thiện. Lúc hết thọ mạng ở thế gian, sau khi chết được sanh lên cõi trời đau lợi thứ hai, làm trời. 100 năm ở thế gian bằng 1 ngày 1 đêm trên cõi trời đau lợi. 3.000 năm ở thế gian là 1 tháng ở cõi trời đau lợi. 3.600.000 năm ở thế gian là 1 năm ở cõi trời đau lợi. Theo sự tính đếm ở cõi trời thì người ở trên cõi trời đau lợi thứ hai sống 1.000 năm. Cửa ngoài của cung trời đau lợi rộng 700 dặm. Bức tường thành bên ngoài có 7 lớp, có 7 con kênh. Trong kênh đều có hoa sen 4 màu. Dưới đáy nước đều có cát vàng. Trên thành đều có lan can làm bằng vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh. 7 lớp đất đều có 7 lớp hàng cây báo. Cây vàng, cây bạc, cây lưu ly, cây thủy tinh, cây san hô, cây hổ phách, cây sa cừ. Cây vàng, gốc vàng, thân vàng thì lá bạc, hoa bạc, quả bạc. Cây bạc, gốc bạc, thân bạc thì lá vàng, hoa vàng, quả vàng. Cây lưu ly, gốc lưu ly, thân lưu ly,
thì lá thủy tinh, hoa thủy tinh, quả thủy tinh. Cây lưu ly gốc thủy tinh, thân cây thủy tinh thì lá lưu ly, hoa lưu ly, quả lưu ly. Cây san hô gốc san hô, thân san hô thì lá hổ phách, hoa hổ phách, quả hổ phách. Cây hổ phách gốc hổ phách, thân hổ phách thì lá sa cừ, hoa sa cừ, quả sa cừ. Cây sa cừ gốc sa cừ, thân sa cừ thì lá mã não, hoa mã não, quả mã não. Cửa thành dày 280 dặm, cao 640 dặm. Bậu cửa và ngành cửa đều bằng bạc, hai cánh cửa đều làm bằng vàng, có 500 con quỷ giữ cửa ngoài. Cung bên trong cửa là chỗ trời ở, cao rộng 2000 dặm, có vách đều bằng 7 báo, vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, san hô, hổ phách, sa cừ. Có 7 lớp dòng nước chảy quanh vách, 7 lớp cây báo như cửa ngoài. Cao 640 dặm, dày 280 dặm. Bậu cửa và ngạch cửa được làm bằng, hai cánh cửa được làm vàng, then cài cửa bằng vàng, có 500 con quỷ cùng giữ cửa. Chỗ ở của trời cao rộng 2000 dặm, có 7 lớp vách bằng 7 thứ báo, 7 lớp cây nước, các lan can cây báo như cửa ngoài, cao rộng dày như ở ngoài, số quỷ giữ cửa như cửa ngoài. Đi ra phía đông của trời Đao Lợi, có chỗ du hí gọi là Nang Đàn Hoàng, chu vi 7 ức dạng, có 7 lớp vách, vách vàng bạc, vách san hô, vách lưu ly, vách hổ phách, vách sa cừ, vách thủy tinh. Có 7 kênh nước, các dưới đáy đều là vàng, có hoa sen 4 màu. Trên thành có 7 lớp lan can báo, 7 lớp vách, mỗi nơi đều có 7 hàng cây báo, cây vàng, gốc vàng, thân vàng thì lá bạc, hoa bạc, quả bạc. Cây bạc, gốc bạc, thân bạc thì lá vàng, hoa vàng, quả vàng. Cây thủy tinh, gốc thủy tinh, thân thủy tinh thì lá lưu ly, hoa lưu ly, quả lưu ly. Cây lưu ly, gốc lưu ly, thân lưu ly thì lá thủy tinh, hoa thủy tinh, quả thủy tinh. Đường lớn có nhà rộng 640 dặm. 7 lớp vách hai bên đường đều làm bằng vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, hổ phách, san hô, sa cừ. Khoảng giữa của mỗi bức vách đều có cây nước, trong nước có hoa sen 4 màu, dưới đáy nước đều có cát vàng. Trên vách có lan can đều làm bằng 7 báo như phía trong, có 7 loại cây báo: cây vàng, cây bạc, cây thủy tinh, cây lưu ly, cây hổ phách, cây san hô, cây sa cừ. Trong nhà ý có 2 tảng đá, một tảng tên là Nang, một tảng tên là Nang Diễn. Mỗi tảng cao rộng 4000 dặm. Đá ý mềm mại lại mịn như nhung lụa. Trong nhà có 2 ao tắm, một ao tên là Nan Đà, một ao tên là Nan Đà Ni. Mỗi ao dài rộng 4000 dặm. Trong ao xanh hoa sen 4 màu. Màu thứ nhất là màu xanh, 2 là màu hồng, 3 là màu tím, 4 là màu trắng. Cát ở đáy ao đều là vàng. Trời Đao Lợi khi muốn du hí liền cùng nhau dẫn đến nhà phía đông cùng vui chơi thỏa thích. Vì vậy gọi là nhà Nan Đà Hoàng. Ra khỏi cửa thành phía nam trời Đao Lợi có nhà tên là Chất La Lại, chu vi 7 ức dặm. Vách của nhà ý có 7 lớp. Vách vàng, vách bạc, vách thủy tinh, vách lưu ly, vách hổ phách, vách san hô, vách sa cừ. Ở khoảng giữa mỗi vách có 1 kênh nước, trong nước có hoa sen 4 màu, các ở đây nước đều là vàng. Có 7 loại cây báo: cây vàng, cây bạc, cây lưu ly, cây thủy tinh, cây hổ phách, cây san hô, cây sa cừ. Trên vách ý đều có lan can vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh, san hô, hổ phách, sa cừ. Đường trong nhà Chất La Lại rộng 640 dặm, đều có 7 lớp vách: vách vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, san hô, hổ phách, sa cừ. Ở khoảng giữa mỗi vách có 1 kênh lớn. Trong nước có hoa sen 4 màu, xanh, hồng, tím, trắng. Các ở đáy nước đều là vàng. Có 7 thứ lan can báo: lan can vàng, lan can bạc, lan can thủy tinh, lan can lưu ly, lan can san hô, lan can hổ phách, lan can sa cừ. Trong nhà ý có 2 tảng đá, mỗi tảng cao rộng 4000 dặm, mịn lại mềm như nhung lụa.
Tạng thứ nhất tên là Chất La, tạng thứ hai tên là Chất Đa Khoa La. Trong nhà ấy lại có hai ao tắm. Ao thứ nhất tên là Chất Đa, ao thứ hai tên là Chất. Trong hai ao có hoa sen bốn màu, xanh, hồng, tím, trắng. Ở đáy ao đều có cát vàng. Trong nhà ấy có bốn loại cây báo: cây vàng, cây bạc, cây thủy tinh, cây lưu ly. Trời Đao Lợi đi đến nhà Chất Đa Lại cùng vui chơi giải trí, vui vẻ vô cùng. Bốn thứ báo chiếu sáng chư thiên, khiến cho họ có màu sắc rực rỡ, đẹp đẽ. Vì vậy gọi là Chất La Lại. Chất La Lại là nhà lốm đốm. Phía bắc Trời Đao Lợi, ra khỏi cửa thành, có nhà gọi là Phả Loại, cao rộng 7 ức dặm, có 7 lớp vách báo, 7 lớp kênh nước. Ở đáy nước đều là cát vàng. Lan can như ở phương nam, đường của nhà ấy rộng 640 dặm. Trong nhà có 2 tảng đá, mỗi tảng dài rộng 4000 dặm. Tảng thứ nhất tên là Ca La, tảng thứ hai tên là Ca La Thi La, mềm mịn như nhung lụa. Có 2 ao tắm sâu rộng 4000 dặm. Ao thứ nhất tên là Càng Đa, ao thứ hai tên là Càng Đà Khởi. Có hoa sen 4 màu, xanh, hồng, tím, trắng. Trời Đao Lợi khi muốn vui chơi ở nhà Phá Loại thì thân thể liền cường tráng, giống như người sau khi tắm xong, thân thể tươi nhuần. Chư thiên Đao Lợi vào nhà phía bắc, thân thể đều tươi nhuần, vì vậy gọi là nhà Phá Loại. Từ phía tây Trời Đao Lợi đi ra, có nhà tên là Di Thi Gia Diễn, cao rộng 7 ức dặm, có 7 lớp vách, 7 kênh nước, 7 loại cây báo, 7 thứ lan can báo, hoa sen 4 màu. Ở đáy nước đều là cát vàng như ở phương bắc. Đường trong nhà ấy rộng 640 dặm, có 7 lớp vách báo, 7 kênh nước, 7 loại cây báo, 7 thứ lan can báo, hoa sen 4 màu. Ở đáy nước đều là cát vàng như ở phương bắc. Trong nhà có 2 tảng đá đẹp, mỗi tảng cao rộng 4000 dặm, mịn màng như nhung lụa. Tảng thứ nhất tên là Bắc La, tảng thứ hai tên là Bắc La Việt. Có 2 ao tắm, mỗi cái sâu rộng 4000 dặm. Trong ao ý có hoa sen 4 màu, xanh, hồng, tím, trắng. Ở đáy ao đều là cát vàng. Ao thứ nhất tên là Ba Thi, ao thứ hai tên là Vân. Trời Đao Lợi khi muốn đi đến nhà Di Thi Gia Diễn để vui chơi thì ở cõi Trời Đao Lợi, bất kể lớn nhỏ, nghèo giàu sang hèn đều được vào nhà Di Thi Gia Diễn. Vì vậy gọi là nhà Di Thi Gia Diễn. Trên Trời Đao Lợi, trong cung trước sân giữa của điện vua có bảo vật 100 màu tự trải bày trên đất trước cung vua. Trong cung có 700 nhà lầu, bậc thềm bằng vàng, bậc thềm bạc, bậc thềm lưu ly, bậc thềm thủy tinh. Dưới mỗi bậc thềm có 16 trụ lưu ly chiếu sáng. Trong cung có 4 giường ngồi, giường vàng, giường bạc, giường thủy tinh, giường lưu ly, để trời ngồi trên đó. Nghĩ về điều thiện của muôn họ, cũng nghĩ về điều thiện của chư thiên. Cung điện chỗ thiên vương ở gọi là Đề Viên. Trên điện ấy có 100 đại lộ, mỗi đại lộ có 100 nhà, mỗi nhà có 7 ngọc nữ, mỗi ngọc nữ có 7 người hầu. Điện ấy màu lưu ly xanh, và chư thiên đều dây quanh cung điện. Phía nam có cây gọi là cây Ba Chất Câu Kỳ La, rễ ăn sâu xuống đất 200 dặm, cành ở trên tỏa ra 4 phía, cao 4000 dặm. Đông tây 2000 dặm, nam bắc 2000 dặm. Cây đang mùa trổ hoa, gió từ trên thổi xuống, mùi thơm của hoa bay xuống 4000 dặm, bay ngược chiều gió 2000 dặm. Mùa cây đang trổ hoa, chư thiên ngồi dưới cây, vui chơi với nhau 120 ngày. 120 ngày trên trời là 1 vạn 2000 năm dưới thế. Chư thiên muốn dùng voi trắng báo tên là Nghê La Diễn để giải trí vui chơi. Voi tự biến ra thành 32 cái đầu, mỗi đầu có 7 ngà. Ngà hóa thành 7 ao nước. Trong mỗi ao tắm hiện 7 hoa sen. Cành hoa sen có 1000 lá, trên mỗi lá có 1 ngọc nữ múa. 5 điều vua ước muốn đều có đủ, hết sức vừa ý. Người ở thế gian tuy làm việc thiện nhưng không thể làm nhiều, tâm nghĩ việc thiện ít, miệng nói lời thiện ít,
thân làm việc thiện ít, nên tuy được sanh lên cõi trời Đau Lợi, nhưng chẳng được vào nhà Nan Đà Hoàng ở phía đông, chẳng thể vào được nhà Chất La Lại ở phía nam, chẳng thể vào được nhà Phả Loại phía bắc, chẳng thể vào được để thưởng thức hương hoa dưới cây Ba Chất Câu Kỳ La, chỉ được ở xa mà trông, chẳng được vào ở trước. Giống như chỗ ăn uống của vua Giá Ca Diệt La, những người ở ngoài cung chẳng được lén vào, chư thiên ở cõi trời chẳng được xem cây cũng như vậy. Người ở thế gian làm việc thiện, tâm nghĩ việc thiện, miệng nói lời thiện, thân chí thành làm việc thiện, sau khi mạng chung liền được sanh lên cõi trời Đau Lợi. Cao thiện sĩ sanh lên cõi trời Đau Lợi sống rất lâu, sau khi chết lại hạ sanh tại thế gian, làm thái tử trong gia đình Dương Hầu, phú quý nhiều vật báu, là người đoan chánh. Thí như cái vui do cướp của người, ban đầu có được nhiều tiền vàng, vàng, bạc, ngọc báu, nô tỳ, xe ngựa, vợ con, ruộng đất nhà cửa, bỗng có danh tiếng. Người đó nghĩ, ta chẳng làm gì, chẳng mua bán, cũng chẳng cày ruộng, tự nhiên có được tài sản, ta chỉ ăn chơi thôi, thế mà cũng có được vàng bạc, châu báu, nhà cửa, ruộng đất, lại có danh tiếng là người phú quý. Phật dạy, như đứa trẻ con ham chơi mà được lợi như vậy là ít, hay như vậy chẳng phải là ít. Nhưng chẳng bằng tâm nghĩ việc thiện, miệng nói việc thiện, thân làm việc thiện, được lợi thù thắng hơn so với kẻ cướp đoạt. Vì sao vậy? Thực hành ba việc thiện ý, sau khi chết, sanh lên cõi trời Đau Lợi là cao sĩ. Phật dạy các sa môn, nay ta vì các ông mà nói hai con đường, đó là con đường ngu si và con đường của cao thiện sĩ. Nay các ông tự do theo con đường nào? Nay ta là Phật, vì các ông nói việc khó dễ. Phật dạy, các ông nên ở trong núi, hoặc ở nơi gốc cây, trong nhà vắng, hoặc ở chỗ gò mã, nơi khe suối, chốn đồi cao, tự nghĩ về năm điều bên trong, sớm cầu đạo Niết Bàn. Phật dạy, đó là lời dạy của ta. Các sa môn đều chắp tay nhận lời dạy.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.